Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Loa Hay, tiếp tục với series F của Digico. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách setup effect. Và để setup effect, đầu tiên ta sẽ chọn kiểu effect. Ta sẽ chọn system và effect track. Ở đây ta có 8 effect. Mình sẽ ví dụ với các bạn là effect 1 sẽ là reverb. Đây mình sẽ chọn là reverb L. Và tiếp theo track effect 2 mình sẽ chọn là delay. Và khi đã chọn được kiểu reverb và delay, tiếp theo chúng ta sẽ phải setup in out cho reverb. Để gửi được tín hiệu cho effect, chúng ta sẽ phải sử dụng ốc. Mình sẽ sử dụng ốc 7 và ốc 8 để gửi tín hiệu cho effect. Ốc 7 mình sẽ sử dụng là reverb và ốc 8 sẽ là delay. Tiếp theo, chọn số out cho reverb thì ta sẽ ở trong mục ốc ta chọn direct output. Và tiếp theo là chọn effect. Ở đây reverb của mình là effect 1 và delay là effect 2. Khi đã chọn xong đường gửi effect cho input, và tiếp theo ta sẽ chọn đường out với input. Ở đường out mình sẽ phải sử dụng một input, hai input, mình sẽ phải sử dụng hai input để đẩy tín hiệu reverb ra hệ thống. Và tín hiệu reverb của mình là stereo, ví dụ ở đây 39 mình sẽ phải chuyển nó về chế độ stereo 40 stereo. Và mình sẽ đặt tên 39 là reverb. Và chọn sửa in, ta sẽ chọn ở effect, effect 1, delay, effect 2. Và khi đó input số 39 và 40 của chúng ta sẽ là reverb và delay. Khi chúng ta đã setup xong in out cho reverb, và bước tiếp theo là gửi tín hiệu input cho reverb. Ở đây ví dụ với input 1 chúng ta sẽ có ốc 7 là reverb, ta sẽ bật tầm lặng lên. Tiếp theo là ốc 8 là delay. Khi đó ta đã gửi được input 1 ra effect. Hoàn thành công đoạn setup effect cho Mr. Digico S21. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của S-Series.